quý khán giả, trong tiết mục Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, mời quý khán giả gặp gỡ nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Huy Hoàng Hải. Chọn chủ đề Huế mộng mơ để sáng tác, anh đã thể hiện nhiều góc máy đẹp về phong cảnh thiên nhiên, con người của cố đô. Anh đã góp phần đưa nét đẹp của Huế đến với người yêu nhiếp ảnh khắp mọi nơi. Đến với nhiếp ảnh từ một sự tình cờ, nhưng nghệ thuật đã làm cho Lê Huy Hoàng Hải say mê. Càng gắn bó, anh càng thấy thú vị. Nhiều tác phẩm của anh về phong cảnh, đời sống sinh hoạt của cố đô Huế rất sinh động. Anh đã thể hiện góc nhìn riêng của mình dành cho miền đất kinh kỳ. Đó cũng là cái cách anh giới thiệu năng lực của mình với bạn bè và những người yêu nhiếp ảnh. Thì cơ duyên đưa tôi đến với nhiếp ảnh thì vào năm 2009, tình cờ một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh mà ra Huế chơi thì đã đưa tôi cầm cái máy ảnh. Đấy là lần đầu tiên tôi cầm cái máy ảnh. Và từ đó thì cái niềm đam mê máy ảnh của tôi đã bắt đầu. Thực ra thì tôi đến với nhiếp ảnh một cách rất tình cờ. Và tôi đã tự học hết tất cả mọi thứ ở trên mạng và qua những người bạn cùng cái niềm đam mê đấy. Chứ thực ra thì chưa bao giờ tham gia một cái lớp nhiếp ảnh nào chính thức. Sinh ra và lớn lên ở Huế, Lê Huy Hoàng Hải chứng kiến nhiều đổi thay của đất thần kinh. Từ khi Huế trở thành thành phố festival, anh lại có nhiều cơ hội chụp ảnh nhiều hơn. Anh đã rong ruổi khắp nơi chụp các thắng cảnh của Huế đủ 4 mùa. Bất cứ lúc nào có cảm hứng, anh lại mang máy đi chụp ảnh. Chính vì thế, công chúng có thể thấy được hình ảnh Huế lúc mờ sương. Lê Huy Hoàng Hải còn ghi lại rất nhiều hình ảnh về đền đài Lăng Tẩm, những trầm tích rêu phong với góc máy mới lạ độc đáo. Bức ảnh đầu tiên tôi chụp là bức ảnh chụp ở trên văn miếu ở Huế. Thì lúc đấy thì tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên vì quê hương của mình có những cảnh đẹp mà lúc mình nhìn ở ngoài thì rất là bình thường. Nhưng mà qua cái ống kính nhiếp ảnh thì tôi thấy nó là một cái góc nhìn khác về quê hương của mình. Cái cảm xúc khi cầm máy, nó là cảm xúc tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên trong con người. Tôi cũng không cố gắng để là tạo ra một cái gì gọi là dấu ấn riêng của mình và chỉ chụp bằng cảm xúc. Có thể do cảm xúc của tôi, cho nên những bức ảnh của tôi thường là mọi người đều dễ nhận ra khi xem ảnh qua các tác phẩm với cả qua các trang mạng như Facebook. Thì mọi người cứ nói là nhìn ảnh này thì biết của Hoàng Hải. Có thể đấy là do cái màu sắc tự nhiên và cái sự nhẹ nhàng trong những bức ảnh của tôi. Tác phẩm như là một đứa con của tôi, cho nên là tất cả những bức ảnh mà tôi chụp mà đều gửi tới tất cả những tình cảm của mình vào tác phẩm đấy. Là người con của Huế, hơn ai hết, Lê Huy Hoàng Hải biết rằng Huế còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là các giá trị văn hóa. Anh đã chắt lọc lại và đưa vào tác phẩm. Anh đã kể lại những câu chuyện của riêng mình để mang nét đẹp Huế đến với mọi người. Đó là hình ảnh sông Hương thơ mộng êm đềm, là hình ảnh nữ sinh Huế trong tà áo dài trắng bên khung cảnh thơ mộng của cố đô. Các bức ảnh anh chụp đều chứa đựng một tình yêu sâu đậm dành cho quê hương. Kỷ niệm về các cái bức ảnh thì rất là nhiều. Giống như cầu Trần Tiền tôi đã chụp rất là nhiều. Thì tôi đã chụp qua 4 mùa, xuân hạ thu đông. Tất cả những cái mùa trong năm ở Huế tôi đều chụp ở cầu Trần Tiền. Có những cái hôm mà trời mưa tầm tã của xứ Huế thì tôi vẫn đứng ở trên cầu Trần Tiền và chụp lại những cái khoảnh khắc mà cầu Trần Tiền trong màn mưa, hoặc là trong những buổi sáng sớm sương mù, hoặc là trong những cái buổi bình hoàng hôn của xứ Huế. Xứ Huế thì có cái mùa hè rất nóng thì cái hoàng hôn thường là rất là rực lửa.
tôi cũng khá thành công trong cái mảng chụp áo dài ở Huế, thì được mọi người công nhận là chụp con rể Huế cầu hôn. Thì cái đấy tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng mà thật sự từ trước đến giờ khi cầm máy thì tôi thích nhất là cái chụp áo dài của người Huế, đặc biệt là tà áo dài trắng và áo dài tím. Với cái nét dịu dàng của người thiếu nữ Huế, với những cái tà áo dài mà gọi áo dài xưa của người Huế, thì nó mang lại một cái cảm xúc rất là mạnh khi mà bấm máy. Cái thứ hai là người con gái Huế nó nhẹ nhàng, nó hợp với cả cái phong cảnh của Huế, nó không năng động, không mạnh mẽ như các cái vùng miền khác, mà nó có một cái gì đầm thắm. Cho nên là khi chụp áo dài Huế thì tôi đã có một bộ sưu tập áo dài rất nhiều từ trước đến giờ. Tự học, không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, Lê Huy Hoàng Hải tự làm tất cả mọi công đoạn để ảnh của mình có hồn, chạm vào cảm xúc của người xem. Anh cũng nỗ lực học hỏi từ đồng nghiệp để rút ra được nhiều kinh nghiệm cho nghề. Tác phẩm của anh chân thực, đa dạng, góc máy chú trọng ánh sáng tự nhiên, làm toát lên được chủ đề muốn chuyển tải. Cuối năm 2018, Lê Huy Hoàng Hải tổ chức triển lãm mang tên Xứ Mộng Mơ tại Viện Pháp Huế. Đây cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh. 30 bức ảnh về thiên nhiên, con người xứ Huế đầy chất thơ, chinh phục được người xem. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đàn anh trong nghề cũng ghi nhận sự sáng tạo của Lê Huy Hoàng Hải. Triển lãm cá nhân đã đánh dấu một chặng đường mới trong sự nghiệp của anh, tạo thêm niềm tin để anh tiếp tục sáng tác. Huế cũng là một nơi rất là nhiều làng nghề cổ truyền của người dân. Chụp làng nghề cũng là một cái mà bây giờ là một cái dự án mà tôi đang chuẩn bị tiến hành chụp để lưu giữ lại những cái nghề mà cổ truyền của người dân, để mà sau này có thể là mai một đi nhưng mà mình vẫn lưu giữ được bằng các hình ảnh, như làng nghề thủ công làm hoa giấy thanh tiên, làng nghề làm ông táo và các làng nghề khác ở Huế. Thì hiện tại thì tôi đang chụp được khoảng vài làng nghề và vẫn tiếp tục cái dự án của mình. Thực ra thì đến với nhiếp ảnh thì cũng chỉ là một niềm đam mê, không phải là cái công việc mà để kiếm tiền. Tuy nhiên thì sau này trong cái cuộc sống mưu sinh, tôi vẫn mong muốn là những cái bức ảnh của mình sẽ được mọi người công nhận, và sẽ từ đó sẽ ra được những cái lợi nhuận để nuôi dưỡng lại tiếp đam mê của mình. Chứ còn nếu mà chỉ dùng đam mê thì rất là khó có thể theo đuổi cái đam mê này. Nhiếp ảnh đã đem lại cho tôi sự cân bằng trong cuộc sống. Trong cuộc sống rất là nhiều bộn bề, thì sau những giờ làm việc căng thẳng tại cơ quan thì tôi thường lang thang với cái máy ảnh của mình vào những ngày cuối tuần. Đó là những cái thời điểm mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi vì tôi cân bằng được cái lo toan của cuộc sống với cái đam mê của mình. Nhận nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh, được công nhận chính là phần thưởng xứng đáng dành cho Lê Huy Hoàng Hải sau một quá trình dài gắn bó với nhiếp ảnh. Chụp ảnh chỉ là cuộc dạo chơi, nhưng anh muốn đi đến tận cùng để khám phá năng lực sáng tạo của mình. Hiện anh làm công việc khác để mưu sinh, nhưng vẫn chụp ảnh để duy trì niềm đam mê. Mỗi khi có cảm hứng, anh lại xách máy rong ruổi ghi lại khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, của con người. Đó là niềm vui, hạnh phúc. Trên hết là mang nét đẹp của quê hương mình đến với mọi người.